Trước đó, ngày 18 tháng 1 năm 2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh đã bắt giữ một lô hàng 24.900 thẻ cào in logo Mobifone vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đại diện Mobifone đã kiểm tra và khẳng định số thẻ này là thẻ giả. Ngay sau đó, nhà mạng đã có thông báo tới các chi nhánh, đại lý và điểm bán lẻ để cảnh báo về nguy cơ thẻ cào giả, yêu cầu không mua thẻ nạp tiền nguồn gốc không rõ ràng, không có hóa đơn, chứng từ. Nhà mạng này cũng khuyến cáo người dùng chỉ nên mua thẻ cào tại những cửa hàng, điểm bán lẻ có uy tín. Khách hàng không nên nhận những thẻ bị chảy xước lớp trắng bạc, phủ mã số nạp tiền. Đồng thời, sau khi mua, nên thực hiện nạp tiền ngay tại nơi mua để đảm bảo chắc chắn rằng tiền được nạp vào tài khoản. Trong trường hợp phát hiện ra thẻ cào giả, người dùng cần báo ngay cho các cửa hàng của Mobifone hoặc gọi điện phản ánh tới tổng đài của Mobifone theo số điện thoại 1800 1090 hoặc 9090 để được hướng dẫn cách xử lý. Tức là mình khách hàng mời